Chiều ngày 16 tháng 4, tại khu vực Nghĩa Trang Thanh Vinh thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, hơn chục đối tượng đang tụ tập cùng nhau đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa thì bị công an quận Liên Chiểu ập vào bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc một bộ chén đĩa, 4 con vị, hơn 10 triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác liên quan đến việc đánh bạc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chiếu bạc này hình thành từ cách đây 2 tháng, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự theo dõi của lực lượng công an và bất cứ ai cũng có thể đến chơi.